Xuất Ai Cập Ký chương 24. Giao ước được chấp nhận. Chúa phán dạy Môi-se, con em A-rôn, Nadab, Abihu và 70 bô lão dân Israel đến với ta. Họ sẽ thờ phượng từ đằng xa, nhưng chỉ một mình Môi-se được đến gần Chúa. Các người kia không được phép đến gần. Trong dân chúng không được ai theo Môi-se lên núi. Khi Môi-se đã đi và thuật lại cho dân Israel nghe những lời phán và luật pháp của Chúa, họ đồng thanh đáp: chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Chúa phán dạy. Môi-se ghi chép lại tất cả những điều Chúa đã phán. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, thiết lập một bàn thờ tại chân núi và dựng lên 12 trụ đá, tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Ông cũng cắt đặt một số thanh niên Israel và họ dâng tế lễ thiêu và dâng bò tơ làm tế lễ cầu an cho Chúa. Môi-se dựng phân nửa huyết trong một cái chậu, còn phân nửa kia ông đem rẩy lên bàn thờ. Rồi ông đem cuốn sách giao ước ra đọc trước dân chúng. Họ đáp: chúng tôi sẽ làm theo mọi điều Chúa phán dạy, chúng tôi sẽ tuân theo. Môi-se lấy huyết rẩy trên dân chúng và nói: đây là huyết giao ước Chúa đã lập với các ngươi. Đúng theo mọi lời này, Môi-se, A-rôn, Nadab, Abihu và 70 bô lão của dân Israel đứng dậy và trông thấy Đức Chúa Trời của dân Israel. Dưới chân Ngài có cái gì giống như cái bệ bằng ngọc sapphire trong sáng như bầu trời xanh. Nhưng Đức Chúa Trời không đưa tay Ngài nghịch các cấp lãnh đạo của Israel. Họ trông thấy Đức Chúa Trời rồi ăn uống. Chúa phán dạy Môi-se: con đến với ta trên núi và chờ đợi ta, ban cho con mấy bảng đá với luật pháp và điều răn ta đã ghi chép để dạy dỗ dân Israel. Môi-se với phụ tá là Giô-suê lên núi của Đức Chúa Trời. Ông căn dặn các bô lão: các ông chờ đợi tại đây cho đến khi chúng tôi trở lại. A-rôn và Hu-rơ ở lại với các ông. Ai có tranh chấp gì có thể đến với hai ông. Khi Môi-se lên núi, mây che phủ núi và vinh quang của Chúa bao trùm núi Sinai. Trong 6 ngày, mây che phủ núi và qua ngày thứ 7, Chúa từ trong đám mây gọi Môi-se. Đối với dân Israel, vinh quang của Chúa trông giống như đám lửa cháy hực trên núi. Nên khi lên núi, Môi-se vào trong đám mây, ông ở trên núi 40 ngày và 40 đêm.